Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ trên tay một em Longines. Chiếc Longines này mình có đặt order cho một khách hàng và hôm nay thì sau 3 tuần thì em nó đã về tay. Mình tiện thể mình lên tay vì mẫu này là ICS cũng chưa bán trước đó, cho nên mình sẽ lên tay để cho anh em có thể thấy được vẻ đẹp của chiếc Longines này. Đây là một chiếc Longines thuộc dòng Master Collection và khổ quá, cái tem nó lại dán ở đằng đít. Các bạn thấy là ở dưới này chúng ta sẽ có những cái dòng chữ ở đây đó. Và mình sẽ mở ra. Phía trong thì chúng ta sẽ có một cái hộp da Longines màu xanh. Và dưới chúng ta sẽ có bộ hộp sổ thẻ. Mình tạm thời mình không bỏ bộ này ra. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Nó về nó còn để nguyên trong này, nhưng mà lúc nãy mình đã xem rồi. Và các bạn có thể thấy là chiếc này thì nó sẽ có đầy đủ này. Đó, các bạn sẽ thấy từ ngoài cái vỏ ni lông nó đã có đầy đủ rồi. Và đây là chiếc Longines của mình. Các bạn có thể thấy là chúng ta có một cái tag ở đây. Và trên này nó có đầy đủ mã của sản phẩm là L26284783. Đó. Rất là đầy đủ. Và siêu này thì vẫn còn nguyên luôn. Các bạn có thể thấy ngay cái L2 này, 6284 này. Và chúng ta có serial number ở đây là 4535-1834. Đó. Với cái sản phẩm này thì mình có một chiếc Longines Master Automatic. Nó thuộc dòng Longines Master Collection. Và xin phép các bạn là cái seal này là mình không được bóc ra, vì nếu bóc cái seal này ra thì nó sẽ rách luôn và khách hàng của mình sẽ không thể nào nhận được, cho nên là anh em có thể là ngắm qua cái này. Và các bạn có thể thấy đi kèm với em nó là một cái khóa khóa bướm, và nó đang bị kẹt cái này cho nên là nó hơi bị chắc một chút. Nó mình sẽ bỏ ra và cũng bỏ cái tác này ra để tránh cái hiện tượng mà nó làm hỏng cái dây tác của mình. Đó. Các bạn có thể thấy là tất cả đều nguyên siêu cả, từ cái khóa cũng nguyên siêu luôn. Cho nên là khi mà các bạn đặt hàng order tại ICS thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ có đầy đủ thông tin của cái dây là upside alligator, tức là nó nói là cái phần này, phần trên này đó là hoàn toàn bằng da cá sấu. Ở bên này chúng ta sẽ có cái logo Longines. Và các bạn có thể thấy là ngay kể cả cái dây da của nó cũng dập với serial. Đó, rất là dễ dàng. Và với cái dòng sản phẩm này thì các bạn sẽ có một chiếc Longines với cái mặt dial khoảng 39mm. Và chúng ta sẽ có cái mặt dial rất là đơn giản với bộ số Ả Rập, Arabic. Và chúng ta sẽ có bộ kim lung xanh. Nó ở trong siêu, cái siêu này hơi mờ một chút. Và các bạn đã thấy là cái phần kim lung xanh nó nổi bật lên như này rồi. Đó, và chúng ta sẽ có một cái lịch ngày ở góc 6 giờ. Đó. Chiếc này là một chiếc mà rất là đặc trưng của dòng Longines, cho nên là anh em có thể hoàn toàn có thể yên tâm. Em nó sử dụng máy Longines L619.2. Và máy này thì được làm dựa trên máy ETA Top Grade, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Và với cái kết cấu này thì mình đoán nó được làm trên cái máy ETA 2892, một dòng máy rất là nổi tiếng của ETA. Và các bạn có thể thấy độ hoàn thiện của em nó cực kỳ tuyệt vời. Từ cái máy ở phía trong chúng ta cũng đều được làm dập vân hết và đánh vân xoáy hết. Đó. Chiếc này thì có giá về tay nó cũng khá, nó dưới 30 một chút. Và nếu như anh em có nhu cầu thì anh em có thể là liên hệ ICS được. Đây là mình chỉ làm cái video để trên tay để cho anh em thấy thôi. Rồi, rất cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của ICS. Nếu mà lần sau mình về một chiếc mà mình bán thì mình sẽ bóc ra và làm video kỹ hơn cho anh em. Cho nên là anh em thông cảm là video này chúng ta chỉ xem là chúng ta để biết thôi. Rất cảm ơn anh em.